Một nhà khoa học đã chế tạo một cô váy cho phép ngược dòng thời gian về quá khứ. Và nó trông như thế này. Xin chào, rất vui tất được gặp lại các bạn. Du hành thời gian, time travel, xuyên không là những ý tưởng thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng sẽ thế nào nếu tớ nói rằng du hành thời gian hoàn toàn có thật? Thậm chí chính bạn vào lúc này đang du hành thời gian. Để ý mà xem, bạn đã du hành được gần 30 giây kể từ khi bắt đầu video này. Du hành thời gian mà, đúng không? Nhưng du hành thời gian kiểu đó thì ai mà chả làm được và có vẹo gì là thú vị, đúng không ạ? Thứ mà bạn thực sự nghĩ tới là du hành thời gian đến tương lai hoặc là về quá khứ. Tớ biết, và bạn có tin không nếu tớ nói là chúng cũng có thật và chính bạn cũng đang làm điều đó một cách vô thức. Mọi thứ bạn nhìn thấy bằng mắt, kể cả video này, đều là những hình ảnh trong quá khứ. Ánh sáng rất nhanh, tốc độ gần 300 triệu mét trên giây. Nhưng não của bạn cần thời gian khoảng 13 mili giây để xử lý tín hiệu thu được tại võng mạc thành hình ảnh. Nghĩa là về mặt bản chất, thế giới trước mắt bạn chính là quá khứ. Bạn càng nhìn ra xa, quá khứ càng lùi xa. Ánh sáng mất 1,3 giây để đi từ mặt trăng đến trái đất. Nghĩa là mặt trăng bạn nhìn thấy là mặt trăng của 1,3 giây trước. Tương tự như vậy, nếu Thượng Đế cất mặt trời đi, bóng tối sẽ mất 8 phút 20 giây để tràn đến trái đất. Vô số ngôi sao trên bầu trời cách chúng ta hàng nghìn năm di chuyển của ánh sáng. Nghĩa là chúng có thể đã nổ tung, chỉ là bạn không thể sống đủ lâu để thấy nó vài nghìn năm sau. Tớ biết, lại thêm một kiểu du hành thời gian vô tích sự. Thứ mà bạn thực sự quan tâm là du hành thời gian so với người khác, thằng bạn cơ hó của bạn chẳng hạn. Nếu cả hai đứa đang ngồi xem video này, vậy thì bạn hãy đứng lên và bắt đầu đi lại. Xin chúc mừng, bạn vừa du hành vào tương lai của thằng bạn rồi đấy. Thuyết tương đối đặc biệt cho rằng khi bạn chuyển động, thời gian của bạn trôi chậm lại so với thằng bạn ngồi một chỗ. Tất nhiên, bạn sẽ chẳng thấy khác vẹo gì bởi vì bạn chuyển động rất chậm. Nhưng nếu như bạn đi bộ quanh thằng bạn với 99,99% vận tốc ánh sáng, thì sau 5 giây, bạn đã chính thức trẻ hơn thằng bạn gần 6 phút. Nếu như bạn cảm thấy chưa đã, thì bạn có thể tiếp tục chạy thêm 1 năm nữa. Khi dừng lại, hầu hết những người bạn đã từng quen biết đều đã chết. Bởi vì thằng bạn và tất cả mọi người trên trái đất đều đã già thêm 70 tuổi. Đây được gọi là sự giãn nở thời gian vận tốc, Velocity Time Dilation. Còn mà nếu như bạn quá lười để chạy thì bạn có thể đứng lên và đứng yên đó. Thuyết tương đối rộng phát biểu rằng khi bạn ở càng gần một trường hấp dẫn mạnh thì thời gian trôi qua càng chậm. Khi này, chân của bạn gần với tâm hấp dẫn của hành tinh hơn đầu, thế nên sẽ trẻ hơn đầu của bạn một chút. Cụ thể là khoảng 10 femto giây hay 0,000000001 giây. Tuy nhiên, nếu như bạn ở gần thứ gì đó cực kỳ động đặc, cỡ 460 mét bên ngoài chân trời sự kiện của một hố đen 10 khối lượng mặt trời, thì cứ mỗi năm trôi qua với bạn, thằng bạn ở nhà lại già hơn 8 tuổi. Đây được gọi là sự giãn nở thời gian hấp dẫn, Gravitational Time Dilation. Sự giãn nở thời gian vận tốc và hấp dẫn là hai nguyên lý để bạn du hành vào tương lai. Bạn di chuyển càng nhanh và ở càng gần một trường hấp dẫn mạnh thì thời gian trôi qua càng chậm. Và vấn đề nó không nằm hoàn toàn trong miền viễn tưởng đâu. Trên thực tế, đồng hồ trên 24 vệ tinh GPS, aka hệ thống định vị toàn cầu, chịu tác động liên tục của hiệu ứng giãn nở thời gian. Chúng di chuyển nhanh hơn chúng ta dưới mặt đất 11.265 km/h, thế nên bị kéo chậm lại 7 micro giây mỗi ngày. Đồng thời, chúng cũng ở xa trái đất hơn, ở khoảng cách 20.200 km, chịu trường hấp dẫn yếu hơn, thế nên cũng bị tua nhanh 45 micro giây sau mỗi 24 giờ. Tổng hợp lại, đồng hồ trên các vệ tinh GPS thực sự đang chạy nhanh hơn 38 micro giây mỗi ngày so với đồng hồ trên trái đất. Và các máy tính phải luôn bù trừ khoảng thời gian chênh lệch này để đảm bảo rằng chị Google sẽ không dẫn chúng ta vào lòng đất, mặc dù đôi lúc chị vẫn làm điều đó. Du hành thời gian tới tương lai là thứ chắc chắn có thể xảy ra, bởi vì nó đang xảy ra
Đang nói cái gì? Thế nhưng dù hành tới một tương lai mà tất cả những người bạn yêu thương đều đã sành cỏ thì còn ý nghĩa gì, phải không ạ? Và tớ biết bạn bấm vào video này để xem cách trở về quá khứ, để ngắm nhìn thanh xuân của bố ông cụ chúng ta. Trên thực tế, một nhà khoa học đã chế tạo một cô váy cho phép ngược dòng thời gian về quá khứ. Và nó trông như thế này. Đây được gọi là Simlang Tippler, hay cô máy thời gian Tippler, được đề xuất vào năm 1974 bởi nhà vật lý người Mỹ Frank J. Tippler. Về cơ bản, Simlang Tippler là một hình trụ rất lớn, rất dài và rất đậm đặc xoay quanh trục dọc của nó. Tốc độ quay phải cực kỳ nhanh, tiệm cận tốc độ ánh sáng. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, một vật thể quay có khối lượng lớn có thể kéo kết cấu khung thời gian xung quanh nó. Hiệu ứng này được gọi là kéo hệ quy chiếu, frame dragging. Trong trường hợp của Simlang Tippler, chuyển động quay cực mạnh của nó sẽ tạo ra hiệu ứng kéo hệ quy chiếu. Tippler đề xuất rằng sự kết hợp giữa chuyển động quay của Simlang và hiệu ứng kéo hệ quy chiếu có thể tạo ra một vùng không thời gian vặn xoắn, hình thành các đường cong giống như thời gian khép kín, closed timeline curves. Chúng là các con đường xuyên không thời gian, hay chính là một vòng lặp thời gian, time loop, cho phép du hành thời gian bên trong nó. Tippler còn chu đáo đến mức tạo ra cả một công thức để chế tạo cô máy này. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một chút vật chất, cụ thể là khoảng 10 mặt trời, nhào nó như nhào bột, sau đó cuộn nó thành một hình trụ dài, mỏng và siêu đậm đặc. Nó giống như việc bạn bỏ bột vào máy làm mì sợi vậy, không có gì khó cả. Này. À, vẫn chưa xong đâu nhỉ. Tiếp đó, bạn cần gắn motor vào và quay hình trụ lên tốc độ khoảng vài tỷ vòng mỗi phút. Tippler dự đoán rằng một con tàu bay xung quanh Simlang vừa chế tạo sẽ du hành trên một vòng lặp thời gian. Vòng lặp này có thể đưa nó đi xa hàng nghìn, thậm chí hàng tỷ năm kể từ thời điểm xuất phát và có thể cách xa vài thiên hà. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Rốt cuộc, Simlang Tippler hoạt động dựa trên nguyên lý nào? Để thông não cỗ máy của Tippler, đầu tiên bạn cần phải hiểu về nón ánh sáng, light cone. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ mà theo như chúng ta biết, bị ràng buộc bởi các nguyên lý của thuyết tương đối. Một trong những ràng buộc đó là tốc độ tối đa mà mọi thông tin, vật chất và năng lượng có thể di chuyển trong vũ trụ chỉ có thể bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Nghĩa là dù tương lai và số phận của bạn là không thể đoán định, nhưng vì tốc độ của bạn bị giới hạn bởi tốc độ ánh sáng, thế nên nếu như biết chính xác vị trí hiện tại của bạn, ta có thể vẽ một sơ đồ biểu thị mọi vị trí mà bạn có thể ở trong quá khứ và tương lai. Bây giờ thì hãy thay bạn bằng ánh sáng. Thời gian càng trôi đi, ánh sáng càng chuyển được tới nhiều không gian hơn. Do đó, sơ đồ tất cả những con đường mà ánh sáng có thể đi từ một điểm cụ thể sẽ loè dần ra và có hình nón. Và vì không có gì, kể cả thông tin, có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nên các sự kiện bên ngoài nón ánh sáng sẽ không thể ảnh hưởng và gây ra mối quan hệ nhân quả với các sự kiện bên trong nón. Ví dụ thế này, sau một năm, ánh sáng đi được xa nhất là một năm ánh sáng. Như vậy, bán kính của nón ánh sáng là một năm ánh sáng. Đồng nghĩa với, phạm vi tối đa mà một sự kiện bất kỳ có thể ảnh hưởng đến vũ trụ chính là khoảng cách tối đa mà ánh sáng có thể chuyển đi trong cùng khoảng thời gian đó. Chiều quá khứ cũng tương tự như vậy. Các sự kiện diễn ra một năm trước chỉ có thể ảnh hưởng đến sự kiện trung tâm nếu như nó nằm trong phạm vi một năm ánh sáng. Ví dụ, nếu 5 năm trước, một chủng tộc ngoại hành tinh hung ác sống cách chúng ta 10 năm ánh sáng phát động một cuộc chiến tranh, thì cuộc chiến đó sẽ không thể chạm tới hành tinh trái đất ở thời điểm hiện tại. Hay để cho đời thường hơn một chút, thì nếu như một cô gái mờ lem nằm bên ngoài nón ánh sáng của bạn, thì cả đời bạn sẽ chẳng bao giờ có được cô ấy. Đó, về cơ bản là một cách hiểu đơn giản về nón ánh sáng. Trở lại với cô máy thời gian của Tippler. Ông này cho rằng khi mà một Simlang 10 khối lượng mặt trời quay cực nhanh, hiệu ứng kéo hệ quy chiếu sẽ uốn cong không thời gian, khiến nón ánh sáng của các vật thể ở gần Simlang bị nghiêng đến mức một phần của nón sẽ quay ngược lại dọc theo trục thời gian, hình thành thứ mà bạn có thể hiểu nôm na là một vòng lặp thời gian.
Nếu một con tàu vũ trụ có thể tăng tốc đủ nhanh và bắt kịp tốc độ quay của Silane Tipler, nó có thể đi ngược về quá khứ, dọc theo đường cong thời gian khép kín này, xuất hiện đâu đó hàng nghìn, thậm chí hàng tỷ năm kể từ điểm xuất phát và có thể cách xa vài thiên hà so với vị trí ban đầu. Nếu Silane Tipler thực sự hoạt động, trên lý thuyết, bạn sẽ có thể tùy chỉnh số vòng quay quanh ống để trở về các thời điểm bất kỳ trong quá khứ, sửa chữa mọi lỗi lầm, nói ra những điều muốn nói và làm những việc mà trước đây bạn chưa có can đảm để làm, chẳng hạn như là tỏ tình với cô ấy. Vấn đề là chế tạo một Silane Tipler đối với một nền văn minh loại không như con người là chuyện hoang đường. Để phép toán hoạt động chính xác, Silane Tipler phải dài vô hạn. Và ngay cả khi bỏ từ vô hạn đi, thì việc tạo ra một hình trụ cực dài, cực mỏng và cực động đặc có khối lượng của 10 mặt trời là loại công việc không dành cho một nền văn minh như chúng ta. Trên thực tế, chỉ có những nền văn minh loại 3, Type 3 Civilization, tiên tiến nhất trong vũ trụ, với năng lực biến các thiên hà và siêu lỗ đen thành nhà máy điện, thì mới có đủ sức lực để kiểm chứng công thức làm mì. Đang nói cái gì? À nhầm, là máy thời gian của Frank Tipler. Thế nhưng, chưa chắc họ đã thành công. Cố nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking phát hiện ra rằng, để có thể tồn tại thì Silane Tipler hoặc là phải dài vô hạn, hoặc là cần tới năng lực âm, negative energy, thứ mà cho đến ngày nay vẫn không có ai biết cách để tạo ra. Và ngay cả khi đã khánh thành Silane Tipler đầu tiên, thì vẫn còn đó những vấn đề khác mà các nền văn minh du hành thời gian sẽ phải đối mặt. Đó là các nghịch lý thời gian, mà đơn giản nhất là nghịch lý ông nội. Giả sử Silane Tipler hoạt động và bạn treo lên phi thuyền du hành về quá khứ, về mục đích khoa học, bạn quyết định khắc ông nội của bạn trước khi ông gặp bà nội để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cái chết của ông nội trước khi ông gặp bà nội sẽ ngăn chặn sự ra đời của bố bạn và tất nhiên là cả bạn nữa. Nhưng nếu như bạn không chào đời, sẽ không có ai quay về quá khứ để ông nội và bố bạn cùng với bạn lại được sinh ra. Điều này tạo ra một vòng lặp mâu thuẫn và không có hồi kết. Bằng cách bất hiếu với ông nội, bạn ngăn cản sự tòi ra của bản thân và ngăn luôn hành động bất hiếu ngay từ đầu. Nhưng cho đến khi Silane Tipler được chế tạo và du hành quá khứ thực sự xảy ra, bạn và ông nội của bạn vẫn an toàn. Anh chị em có khoái cô máy thời gian của Frank Tipler không? Mời chia sẻ trong phần bình luận. Như mọi khi, nhớ like video này nếu thấy nó hay, đăng ký kênh và rung chuông để đón xem các content hại não từ VFX. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.